Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ tư, ngày 29 tháng 4 có một số nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 22 mở rộng. Nhiều khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẵn sàng đón khách du lịch trở lại trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Triển khai thực hiện việc tạm dừng đóng bảo quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sau đây mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 22 mở rộng. Sự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, quý 1 năm 2020, tỉnh đã tập trung chỉ đạo khẩn trương quyết liệt từ sớm với các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương với phương châm phòng là chính, tập trung 4 tại chỗ, chống dịch như chống giặc. Đến thời điểm này, đã kiểm soát ngăn chặn thành công, toàn tỉnh chưa ghi nhận và phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch, một số ngành lĩnh vực gặp nhiều khó khăn có dấu hiệu ngừng trệ trong sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch, vận tải, hoạt động y tế, giáo dục đào tạo, lao động việc làm. Những hạn chế này cần được hội nghị phân tích đánh giá làm rõ nguyên nhân để khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Quý 1 năm 2020, tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành triển khai có hiệu quả nghị quyết hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ đạo các cấp ủy Đảng chuẩn bị tốt các nội dung và điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch. Đến hết tháng 3 năm 2020, toàn tỉnh trồng trên 3.100 ha thuốc lá, đạt 95% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trồng 18.540 ha ngô, đạt 74% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn lợn trên 278.800 con, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trồng mới 196,21 ha rừng, đạt 21,1% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.037 tỷ đồng, đạt 18,2% kế hoạch, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đạt 2.027 tỷ đồng, bằng 22,6% kế hoạch, tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 đạt 85 triệu USD, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước, bằng 3,6% kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30 tháng 3 năm 2020 được 235,4 tỷ đồng, đạt 7,9% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 373 tỷ đồng, bằng 26% dự toán Trung ương giao, đạt 21% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai quyết liệt đồng bộ, toàn diện, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tiếp nhận trên 4,45 tỷ đồng do các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ. Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì ổn định trong bối cảnh thực hiện các biện pháp cần thiết cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động an ninh quốc phòng được duy trì giữ vững, công tác xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng, hoạt động có hiệu quả, toàn tỉnh kết nạp 277 đảng viên mới. Trong quý 2 năm 2020, cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
khẩn trương bổ sung điều chỉnh và triển khai mạnh mẽ quyết liệt các giải pháp chỉ đạo hỗ trợ để phục hồi sản xuất kinh doanh do tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19 để điều hành chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, việc làm, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị các nội dung điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Hội nghị tập trung thảo luận 4 nội dung trọng tâm, đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ công tác quý 2, kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên địa bàn tỉnh, về các kịch bản phát triển kinh tế xã hội năm 2020 ứng phó với đại dịch COVID-19, các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Các ngành, các địa phương đề xuất một số giải pháp khắc phục khó khăn về lĩnh vực du lịch, giáo dục, giải ngân vốn đầu tư công. Hội nghị đã công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Đàm Nghĩa Quân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Đình Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong quý 1 năm 2020. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt được kết quả tích cực, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai kịp thời quyết liệt, kiểm soát tốt. Thời gian tới, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa tiếp tục phòng chống dịch COVID-19. Để giành thắng lợi trên mặt trận phục hồi kinh tế năm 2020, theo đúng kế hoạch kịch bản, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Một là tiếp tục phải chủ động bám sát diễn biến của dịch bệnh COVID-19, vừa quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp dứt khoát không để dịch COVID-19 xâm nhập vào tỉnh ta, và phải ứng phó tổng thể, toàn diện, kịp thời, hiệu quả với những tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phải quán triệt phương châm chống dịch như chống giặc và tập trung 4 tại chỗ, tiếp tục thực hiện nghiêm lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kép là vừa chống dịch, vừa phải năng động sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, quyết tâm thực hiện, phấn đấu thực hiện, đạt và vượt cao các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2020. Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh COVID-19, tổ chức triển khai kịp thời gói hỗ trợ an sinh xã hội và các nhóm đối tượng theo Nghị định 42 của Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, quan tâm chăm lo tốt đời sống cho người nghèo, đối tượng chính sách và các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp, triển khai ngay đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Bảo đảm kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích, xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu một số sản phẩm nông sản truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới để giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.
tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án và giải ngân nguồn vốn đúng kế hoạch và tiến độ, thực hiện tốt đề án kết nối giao thông với các cửa khẩu, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, bố trí các nguồn vốn để triển khai thực hiện, trong đó ưu tiên các công trình cho chủ trương đầu tư, công trình đang triển khai để hoàn thiện, để khánh thành, để đưa vào sử dụng, chủ động bám sát các cơ quan trung ương để cho chủ trương khởi công xây dựng công trình trọng điểm, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông sâu rộng về đại hội đảng bộ các cấp gắn với nhiệm vụ phòng chống COVID-19, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững, tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung đại hội đảng bộ các cấp, trước hết là chuẩn bị thật tốt văn kiện và hoàn thành tổ chức đại hội cơ sở và đại hội điểm trong quý ba. Phải tập trung rà soát ngay nội dung văn kiện để xác lại, định lại mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cho phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay, đồng thời phải chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai và minh bạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị cần quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, bù đắp thời gian cách ly xã hội, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng năm 2020, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đây là công điện số 03 ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quyết định số 15-2020 QĐ-TTC ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng điện, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện và thành phố. Thực hiện nghị quyết số 42 NQCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, quy định số 15-2020 QĐ-TTC ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Công văn số 3306 VPCP KGVX ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và công điện 170 TB VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau. 1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và địa phương trong tỉnh nghiêm túc quán triệt tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết số 42 NQCP và quyết định số 15-2020 QĐ-TTC về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch triển khai của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bảo đảm công khai minh bạch kịp thời chính xác, không để lợi dụng trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động trên địa bàn tỉnh. 2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và địa phương theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương rà soát kỹ đối tượng được hưởng chính sách theo quy định, thực hiện các quy trình lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ, niêm yết, công bố, thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện chi trả theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. 3.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của danh sách các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn quản lý, khẩn trương thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng đúng theo quy định tại Nghị định số 42 NQ-CP và Quyết định số 15-2020-QĐ-TTG đảm bảo thời gian hoàn thành theo quy định tại công điện số 170-TB-VPCP. Nhận công điện này yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Chính phủ ban hành một gói hỗ trợ quốc gia về an sinh xã hội có quy mô 62.000 tỷ đồng bằng tiền mặt để hỗ trợ kịp thời cho hàng triệu người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Có thể nói đây là nỗ lực chưa từng có tiền lệ, mang tính cấp bách của Đảng, Nhà nước dành cho người dân trong cơn hoạn nạn, giúp họ chia sẻ bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi một số nội dung chính trong Nghị quyết số 42 NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 vừa được ban hành. Theo Nghị quyết số 42 NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ một tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ 1,8 triệu đồng một người một tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương theo hàng tháng, tùy tình hình thực tế của diễn biến dịch tính từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động, theo khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng lao động theo thời gian trả lương thực tế ngừng không quá 3 tháng với lãi suất 0%. Thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ đầu ngày 1 tháng 4 năm 2020, được hỗ trợ 1 triệu đồng một hộ một tháng, theo hàng tháng, tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch bệnh, nhưng không quá 3 tháng. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, được hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng, theo hàng tháng, tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch bệnh, nhưng không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng một người một tháng. Thời gian áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng một người một tháng. Thời gian áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng một khẩu một tháng. Thời gian áp dụng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần. Thưa quý vị và các bạn, việc triển khai nghiêm túc có hiệu quả đúng và trúng nghị quyết số 42 của Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng có những chỉ đạo gì trong việc triển khai nghị quyết số 42 NDCP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về nội dung này. Vâng, thưa ông, mới đây thì Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Có thể thấy đây là những nỗ lực chưa từng có tiền lệ, mang tính cấp bách của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân trong thời điểm hiện tại. Vậy thì để đảm bảo công bằng, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, không bỏ sót nhưng cũng không để chính sách bị lợi dụng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo thực hiện công tác này như thế nào, thưa ông? Như chúng ta đã biết, đại dịch COVID-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội và đời sống của người dân, đặc biệt là những đối tượng yếu thế. Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID là một chủ trương lớn, rất đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện qua việc là Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 42 về các giải pháp hỗ trợ đối với người dân gặp khó khăn. Ngay sau khi có nghị quyết 42 thì Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương tập trung vào việc rà soát, thống kê các đối tượng được thụ hưởng. Trên cơ sở đó thì đánh giá sơ bộ, đồng thời là tiếp tục cùng với các ngành đối chiếu với những đối tượng để tránh cái việc trùng lắp, để đảm bảo cho tất cả những người dân theo đối tượng quy định tại quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ thì được thụ hưởng. Trên cơ sở đó thì có giao trực tiếp cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, các đơn vị, rồi các huyện, thành phố, đặc biệt là các xã, thị trấn, nơi trực tiếp thống kê cái số lượng này. Và khi đã thống kê đầy đủ rồi thì có đối chiếu, so sánh lại để chúng ta đảm bảo thực hiện đúng cái đối tượng với một cái tinh thần là công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng, đúng pháp luật. Và sau khi có các quyết định đó, sau khi rà soát đầy đủ sẽ triển khai thực hiện ngay để đảm bảo đến tay người dân theo đúng quy định của pháp luật. Vâng, thưa ông ạ, để đảm bảo gói hỗ trợ này đến tay người dân sớm nhất thì các cơ quan địa phương cần thực hiện những cái biện pháp gì thưa ông ạ? Ủy ban nhân tỉnh đã chỉ đạo ngành Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các sở ngành và các huyện thành phố xây dựng một cái kế hoạch rất là cụ thể chi tiết. Trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cho từng cấp từng ngành. Đồng thời cũng giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội có cái hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết đến các đối tượng thụ hưởng và đến các địa phương theo đúng cái quy định tại quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Và đồng thời cũng giao cho Sở Tài chính căn cứ vào nguồn ngân sách của địa phương để bố trí nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện. Ở trên cơ sở danh sách của các huyện, thành phố, của các xã, thị trấn đã rà soát bổ sung gửi lên tổng hợp lại thì sẽ chỉ đạo triển khai ngay sau khi có cái quyết định của Ủy ban nhân tỉnh. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và cộng đồng người dân tham gia giám sát và xử lý, kiến nghị xử lý ngay những cái vấn đề sai sót, đặc biệt là phải xử lý nghiêm túc đối với những đối tượng, những hành vi trục lợi thông qua chính sách nhà nước. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Ngày 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. Trong tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra đánh giá năng suất sản lượng các cây trồng vụ đông xuân. Qua đánh giá, sản lượng lương thực ước đạt 6.807 tấn, bằng 106,9% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm được quan tâm thực hiện. Các cấp các ngành đã khẩn trương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đi đôi với công tác phòng chống dịch COVID-19. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt trên 1,5 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 6,5 tỷ đồng, lĩnh vực văn hóa giáo dục đảm bảo an sinh xã hội được duy trì và đẩy mạnh, quốc phòng an ninh luôn được duy trì và giữ vững. Nhiệm vụ tháng 5, huyện Hà Quảng tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân thu hoạch thuốc lá và các cây trồng khác, tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở, rà soát đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, đẩy mạnh thu ngân sách địa phương đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội, giải quyết tốt chế độ chính sách, bố trí nhân sự sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Ngày 28 tháng 4, huyện ủy Bảo Lạc khởi công xây dựng nhà bia tưởng niệm nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Bảo Lạc tại xóm Lũng Sâu, xã Hồng An. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Lạc lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình tôn tạo khu di tích lịch sử nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Bảo Lạc có các hạng mục gồm đường vào khu di tích lịch sử và nhà bia tưởng niệm tại xóm Lũng Sâu, xã Hồng An do Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn trên 2,6 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước tháng 7 năm 2020.
Cách đây 75 năm, vào ngày 15 tháng 4 năm 1945, chi bộ đảng đầu tiên ở Châu Bảo Lạc được thành lập tại xóm Lũng Sâu thuộc xã Hồng An, gồm 3 đảng viên: Nông Thị Triều tức Nhân Tương, Lê Long, Đỗ Quang Xoan tức Đỗ Quang Thắng. Chi bộ bầu đồng chí Nông Thị Triều làm bí thư. Sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Bảo Lạc đánh dấu thời kỳ phát triển mới của phong trào cách mạng tại Châu Bảo Lạc. Từ khi ra đời, chi bộ đã tuyên truyền, mở rộng ảnh hưởng của Đảng, từ đó cùng với các địa phương trong cả nước, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đến nay, Đảng bộ huyện Bảo Lạc hiện có 43 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 3.530 đảng viên. Công trình nhà bia tưởng niệm nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Bảo Lạc hoàn thành sẽ là nơi địa chỉ đỏ để giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống cách mạng cho cán bộ đảng viên và các thế hệ tiếp bước xây dựng đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương Bảo Lạc ngày càng phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng ngày 29 tháng 4, huyện Thạch An đã tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện, các cơ quan ban ngành lực lượng vũ trang huyện đã dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vòng hoa mang dòng chữ Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thạch An đời đời nhớ ơn các liệt sĩ. Đoàn cũng đã dành một phút mặc niệm để bày tỏ sự thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống của các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước, trong những năm qua, với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân các dân tộc huyện Thạch An đã đoàn kết thi đua thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng các cấp đã đề ra. Kinh tế xã hội tiếp tục tăng trưởng và phát triển, văn hóa xã hội được phát huy, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thạch An quyết tâm sẽ giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng của cha ông, quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện, quyết tâm xây dựng huyện Thạch An ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay nhiều khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu mở cửa, thực hiện các công việc cải tạo chỉnh trang cảnh quan, sẵn sàng đón khách du lịch trở lại trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được duy trì thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan. Khu du lịch Động Ngườm Ngao, xã Đầm Thủy, huyện Trùng Khánh là một trong những điểm đến được đông đảo du khách lựa chọn khi du lịch tại tỉnh Cao Bằng. Sau gần một tháng tạm thời ngừng phục vụ khách để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay khu du lịch đã mở cửa đón khách đến tham quan. Quay trở lại hoạt động, các công việc cải tạo, tu bổ, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan khu du lịch, treo pano áp phích tại các điểm trong khuôn viên đã được gấp rút thực hiện để sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Trong những ngày đầu mở cửa trở lại, khu du lịch đã đón khoảng 20 đến 30 lượt khách tham quan mỗi ngày. Dự kiến lượng khách sẽ giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng và tâm lý lo ngại của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19. Tuy nhiên, khu du lịch vẫn tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nỗ lực nâng cao chất lượng các dịch vụ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo đón khách du lịch chu đáo, an toàn. Thời gian trước đây thì bên phía công ty chúng tôi đã đóng cửa điểm du lịch Động Ngườm Ngao theo chỉ đạo chung của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến ngày 25 tháng 4 thì bên phía công ty đã mở cửa điểm du lịch trở lại, để nhằm thu hút khách du lịch trong cái thời điểm dịch bệnh, thì ngoài những thực hiện các biện pháp an toàn cho khách du lịch đến tại điểm du lịch thì chúng tôi còn thực hiện các giải pháp để mà tuyên truyền làm đẹp, ví dụ như là đảm bảo giữ gìn vệ sinh cảnh quan khu du lịch. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã thay toàn bộ hoa tươi ở từ điểm soát vé cho đến cửa ra Động Ngườm Ngao. Và chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là kỹ càng toàn bộ thiết bị điện ở trong động để làm sao mà đảm bảo an toàn nhất cho khách. Về công tác tuyên truyền thì bên phía công ty chúng tôi đã đưa những thông tin mở cửa trở lại cũng như là những hình ảnh đẹp nhất của Động Ngườm Ngao lên website và fanpage của công ty, thì cũng như là kết hợp với lại những cơ quan tuyên truyền để mà tuyên truyền về việc là
điểm du lịch đã bắt đầu hoạt động trở lại và những vẻ đẹp của điểm du lịch như thế nào để khách du lịch sẽ đến tham quan với động Ngầm Ngao. Chúng tôi cũng rất hy vọng là với công tác tuyên truyền cũng như là cái sự an toàn rất là đáng tin cậy từ điểm du lịch động Ngầm Ngao thì sẽ thu hút được nhiều khách du lịch, đặc biệt là trong thời gian tới vào dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 20 khu điểm du lịch trọng điểm và gần 90 di tích lịch sử phân bố ở hầu hết các huyện thành phố. Trong đó có 3 di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 23 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 66 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Thực hiện công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều khu điểm du lịch đã bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 24 tháng 4 năm 2019. Các hoạt động lữ hành, lưu trú, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh được trở lại hoạt động bình thường. Một số cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục tạm ngừng hoạt động, gồm các tụ điểm vui chơi, karaoke, massage. Để tiếp tục thu hút khách du lịch trở lại, các đơn vị địa phương đã tích cực khẩn trương tu bổ, hoàn thiện cơ sở vật chất để đón và phục vụ khách. Với sự chỉ đạo quyết tâm quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hiện nay dịch bệnh trong cả nước đã được kiểm soát tốt. Cao Bằng là một trong 34 tỉnh, thành phố, không có trường hợp nhiễm COVID-19. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, do trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, cũng là thời điểm thuận lợi để ngành du lịch khởi động trở lại, đón du khách đến tham quan thưởng ngoạn. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, nghiêm túc thực hiện các biện pháp y tế được khuyến cáo như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc gần, cũng góp phần tạo tâm lý yên tâm, ổn định cho du khách, qua đó sớm khôi phục lại hoạt động du lịch trong thời gian sớm nhất. Từ 15 giờ ngày 28 tháng 4, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục thực hiện giảm giá các loại mặt hàng xăng dầu. Mỗi lít xăng giảm 308 đến 401 đồng, trong khi đó giá dầu giảm ở mức mạnh hơn từ 674 đến 882 đồng một lít. Đây là lần giảm giá xăng dầu thứ 8 liên tiếp theo chu kỳ. Trên địa bàn tỉnh, tính theo giá địa bàn vùng 2, xa nguồn cung, giá xăng E5 RON 92 giảm 401 đồng trên 1 lít, xăng RON 95 giảm 308 đồng trên 1 lít, dầu diesel giảm 882 đồng trên 1 lít, dầu hỏa giảm 674 đồng trên 1 lít, dầu mazut giảm 657 đồng trên 1 kg. Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng RON 95 có giá 11.960 đồng, xăng E5 RON 92 có giá 11.150 đồng, dầu diesel 0,001S, 10.440 đồng. Dầu diesel 0,05S, 10.130 đồng. Việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 83 của Liên Bộ Công Thương Tài chính và một nguyên nhân khác là nhu cầu đi lại sụt giảm mạnh vì dịch COVID-19. Như vậy, đây là lần thứ 8 liên tiếp giá xăng dầu giảm từ đầu năm 2020 đến nay. Giá xăng dầu giảm trong kỳ điều hành ngày 28 tháng 4 góp phần hỗ trợ đời sống của người dân, giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất, vận tải đang gặp khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 được đánh giá vẫn còn nguy cơ bùng phát ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp cùng với cả nước, tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hơn 3 tháng qua, dịch COVID-19 có tác động rất lớn đến nền kinh tế trong nước. Không nằm ngoài tình trạng đó, trên địa bàn tỉnh, dịch COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh lao đao, nhiều người lao động mất việc làm, giảm thu nhập. Theo số liệu thống kê cho thấy, tính đến ngày 20 tháng 4, toàn tỉnh có 58 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó có 42 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hợp tác xã tạm dừng hoạt động, 16 doanh nghiệp, hợp tác xã cắt giảm quy mô hoạt động. Cùng với đó, toàn tỉnh có 991 người lao động bị tạm ngừng việc, mất việc làm, thiếu việc làm. Chung của cả nước, thì các doanh nghiệp của tỉnh Cao Bằng là cũng ảnh hưởng tương đối nặng nề. Đặc biệt là những cái lĩnh vực mà xuất nhập khẩu, rồi là những cái doanh nghiệp mà kinh doanh dịch vụ như là khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí, rồi là những cái doanh nghiệp mà thương mại, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thì cũng ảnh hưởng liên quan đến người lao động, rồi liên quan đến nguyên vật liệu,
nhập về ảnh hưởng cho cái quá trình là vận chuyển. Thế thì một số doanh nghiệp thì không có việc làm, đặc biệt là du lịch và dịch vụ nhà hàng, khách sạn thì là những người lao động là mất việc làm. Nó liên quan đến cái dịch bệnh này thì đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như là doanh số của các doanh nghiệp cũng như là công việc của người lao động. Chính vì vậy mà chính phủ cũng đã rất khẩn trương cho ra những cái gói kích cầu. Thì về phía cạnh Hiệp hội Doanh nghiệp cũng như là các doanh nghiệp trong tỉnh Cao Bằng cũng rất là mong muốn là chính quyền địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng vẫn sớm triển khai với các ngành về những cái gói kích cầu của chính phủ. Ví dụ như là về giãn nộp tiền thuế này, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và tiền thuế đất, rồi là về bảo hiểm xã hội thì hỗ trợ người lao động mất việc làm để giải quyết những cái khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 11 CTTTG về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch COVID-19. Ngay sau đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có những chỉ đạo hướng dẫn về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, để các doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện được việc tạm đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sau khi trao đổi thống nhất với Sở Tài chính và Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 483/SLDTBXH LDVL ngày 6 tháng 4 năm 2020 về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 gửi đến các đơn vị doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian áp dụng chính sách này kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan bảo hiểm xã hội đến tháng 6 năm 2020. Trường hợp đến hết tháng 6 năm 2020, dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm. Nếu doanh nghiệp có đề nghị thì Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết. Về đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, gọi chung là doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra. Một điều quan trọng là doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thực tế là không phải doanh nghiệp nào cũng được áp dụng cái thực hiện là cái tạm dừng đóng. Thế chỉ có những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị mà đảm bảo những cái điều kiện sau đây. Thứ nhất đó là những doanh nghiệp mà phải tạm dừng sản xuất kinh doanh từ một tháng trở lên do dịch COVID, do gặp khó khăn do dịch COVID. Trong đó thì cái số lao động mà thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm dừng đóng từ 50% trở lên trong tổng số lao động mà có mặt trước khi tạm dừng đóng. Thứ hai đó là đối với lại những cái doanh nghiệp và những cái đơn vị mà có tổng tài sản thiệt hại từ trên 50% so với lại cái tổng tài sản mà do trước khi dịch COVID gặp khó khăn do dịch COVID, và trong đó thì không tính vào cái tài sản, giá trị tài sản ở đất. Tôi cũng xin lưu ý một việc như thế này, đó là cái việc tạm dừng đóng này chính là tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Thế còn người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghiệp và bảo hiểm y tế. Thì khi mà dịch COVID-19 hết và đơn vị cũng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thì chủ sử dụng lao động và người lao động phải đóng bù những cái thời gian tạm dừng đóng, và cái thời gian đóng bù đó thì không phải tính lãi. Nhằm kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng tháo gỡ khó khăn,
Khi nhận được hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính tiến hành xác minh, thẩm định các doanh nghiệp đủ điều kiện được tạm ngừng đóng. Sau đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ có trách nhiệm giải quyết cho doanh nghiệp được tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Về trình tự, thủ tục về của hồ sơ bao gồm đối với doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên, không bố trí được việc làm cho người lao động phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động trở lên, doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo danh sách lao động tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh và tại thời điểm đề nghị danh sách lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tạm thời nghỉ việc kèm theo các giấy tờ liên quan gửi đến Sở Lao động Thương binh Xã hội, đây là đối với các doanh nghiệp thuộc địa bàn tỉnh quản lý, và gửi bộ ngành trung ương đối với doanh nghiệp thuộc bộ ngành trung ương quản lý để xem xét quyết định. Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại trên 50% tổng số tài sản không kể giá trị của tài sản là đất, doanh nghiệp làm văn bản đề nghị kèm theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước cái thời điểm bị thiệt hại, biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại do dịch bệnh và một số cái giấy tờ liên quan, gửi Sở Tài chính đối với doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và gửi Bộ Ngành Trung ương đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Ngành Trung ương quản lý. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, thẩm định và có văn bản xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho doanh nghiệp. Trường hợp không xác nhận được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi được xác định doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định, gửi văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi quản lý thu để đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, kèm theo văn bản xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội và tử tuất, quỹ hưu trí và tử tuất cho doanh nghiệp. Trường hợp không giải quyết được thì phải trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hiện nay tỷ lệ đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm quỹ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 32% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng. Trong đó đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỷ trọng lớn với tỷ lệ là 22%, trên 2/3 tổng số tiền đóng vào các quỹ. Do đó, việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất sẽ có tác động tích cực tới cộng đồng doanh nghiệp và đời sống của người lao động, tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần vào việc chung tay thực hiện nhiệm vụ kép mà Thủ tướng Chính phủ giao, vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, vừa tiếp tục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và ổn định xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.